3 năm trở lại đây, nhiều bản làng trên địa bàn miền núi đang xảy ra hiện tượng hết sức phổ biến và ngày càng gia tăng là người dân bỏ sang Trung Quốc và Lào theo đường tiểu mạch để xuất khẩu lao động chui. Những tưởng họ sẽ đổi đời nơi đất khách quê người, thì giờ đây cuộc sống của họ và gia đình đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Điển hình cho hiện tượng này là huyện miền núi Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Bản Độ 3, xã Châu Bình là địa bàn vùng sâu vùng xa còn hết sức khó khăn của huyện Quỳ Châu. Cơn sốt về xuất khẩu lao động chui đang lẩn quất và trực chờ phá vỡ cảnh bình yên của những hộ dân nghèo khó. Không có ruộng nương, bà Lăng Thị Minh đang phải kiếm từng gánh củi để đắp đổi cho qua ngày. Chồng mất sớm, nhà có hai đứa con trai là Vi Văn Tuấn và Vi Văn Tư. Vì con cái không có việc gì làm, nên bà đã phải vay mượn họ hàng để lo cho cả hai đi lao động chui sang Trung Quốc vào tháng 2 năm 2014. Chúng để lại cho bà đứa con nhỏ còn đang thơ dại. Ba cháu thui thủi nương tựa vào nhau, bữa rau, bữa cháo qua ngày. Nhiều lúc, tình mẫu tử trỗi dậy khiến bà không khỏi tủi thân vì nỗi nhớ thương con da diết. Bà không biết bây giờ hai đứa đang phiêu bạt nơi đâu. Nhớ con thì ăn không no, rồi ngủ không yên, phải nhớ đến con cái ăn đi làm ăn xa. Trông mong cho cháu hắn về thì mẹ cũng an tâm hơn. Mà con đi thì làm ăn thì không biết là ra răng thì tai nạn hay là nạn cái chi, thì làm ăn thì hắn vất, rồi đi làm thì hắn vất vả. Mẹ cũng nhớ. Gần một năm đã qua, nhưng người dân bản Nga Sơn, xã Châu Nga vẫn chưa hết bàng hoàng rúng động. Trong năm 2012 và tháng 1 năm 2013, đã có 18 người dân của bản bị công an Trung Quốc bắt giữ do không có giấy tờ thông hành vì đi xuất khẩu lao động chui. Trước khi được trao trả về Việt Nam, 18 con người này đã phải sống trong trại tạm giam của Trung Quốc hơn 6 tháng trời. Anh Hoàng Văn Thế là một trong những nạn nhân của chuyến đi định mệnh ấy. Theo anh Thế kể lại, thì chiều ngày 21 tháng 6 năm 2012, có 9 người trong bản Châu Nga bắt xe ra Lạng Sơn để sang Trung Quốc thông qua sự môi giới của một người dân trong bản. Người này hứa hẹn sang bên đó, mọi người sẽ có giấy thông hành, có thu nhập cao mà công việc cũng không quá nặng nhọc. Khi sang đến Trung Quốc, đi sâu vào nội địa, họ mới biết mình bị lừa thì không kịp trở tay. Sau những ngày tháng bị giam cầm, sống trong địa ngục, anh Hoàng Văn Thế mới thực sự nhận ra những sai lầm của mình. Trong quá trình ở trong trại thì đôi khi đến lúc ăn cơm thì vẫn nhớ đến nhà. Mấy anh em vào được khoảng tháng là mấy anh em được xin được truyền được ở, đến ở với nhau. Năm sau anh em đến ở với nhau, đến lúc ăn cơm mấy anh em ngồi cũng khóc. Nên lúc đó, nghĩ là không được về nhà ăn Tết cùng với bố mẹ, với anh chị em. Không có được may mắn như 18 người dân xã Châu Nga là trường hợp của anh Hoàng Văn Hậu ở bản Hạnh Tiến, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu. Gần 8 tháng sau khi trốn được về Việt Nam, nhưng mỗi khi nhớ lại chuyện bị đánh đập, đối xử nơi xứ người, anh không khỏi bàng hoàng uất ức. Thông qua một công ty môi giới, vợ chồng anh gom góp được 19 triệu 500 ngàn đồng để đóng tiền đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, Trung Quốc. Sang bên đó, anh được bố trí lao động trên một tàu cá để đánh bắt cá ngừ. Trong suốt hành trình, những ngày tháng ròng rã lênh đênh trên biển, từ ngày 20 tháng 12 năm 2012 đến ngày 9 tháng 9 năm 2013, anh Hậu cùng những lao động Việt Nam và một số người Myanmar, Indonesia, Philippines luôn bị chủ tàu Đài Loan, Trung Quốc đánh đập tàn nhẫn. Nhân lúc tàu cập bến ở quần đảo Haiti, anh Hậu và ba lao động Việt Nam đã nhảy xuống biển trốn thoát. Anh không biết giờ đây những người chưa trốn được trên con tàu đó như thế nào, nhưng chắc chắn với sự đối xử tàn ác của chủ tàu, họ sẽ thân tàn ma dại, tiền mất tật mang,
Anh mong những người khác đừng vấp phải công ty ma lừa đảo như mình. Hiện tại bây giờ về được tới nhà rồi, là trong lòng em cảm thấy là gọi như sung sướng. Về tới đất Việt Nam là sống rồi. Em cũng xin khuyên những cái người mà đang hoặc là chuẩn bị có ý định đi xuất khẩu nước ngoài, các nước trên thế giới, thì trước tiên là mình phải tìm hiểu cho rõ ràng và phải khẳng định sự chính xác có các cái bên liên quan của nhà nước là bảo vệ cho cái quyền được đi làm của mình để được yên tâm, chứ không phải đi giống như kiểu em đây. Là nói chung là em là đi là về là thấy là đúng đó là một sai lầm. Theo báo cáo của Công an huyện Quỳ Châu thì trong năm 2013 trên địa bàn có 226 người đi lao động chui sang các nước thông qua đường tiểu mạch. Còn mới tính trong quý 1 năm 2014 đã có 395 người qua Trung Quốc, Lào, Thái Lan bằng con đường xuất khẩu lao động trái phép. Trong đó, số người đi Trung Quốc lên đến 315 người. Hiện tượng đi xuất khẩu lao động chui đang gióng lên hồi chuông đáng báo động. Qua tìm hiểu, chính quyền địa phương cho biết đa số những trường hợp này đều gặp rất nhiều khó khăn về cuộc sống vì thiếu đất sản xuất và việc làm ổn định. Họ đều không có nghề. Nhận thức, hiểu biết về pháp luật còn hạn chế nên chỉ cần nghe người khác rủ rê đi xuất khẩu lao động nhanh mà không mất nhiều tiền là họ lập tức đi ngay. Nắm được tâm lý này, nhiều đối tượng lừa đảo và các công ty xuất khẩu lao động ma đã tìm mọi cách tiếp cận để dụ dỗ, lôi kéo và mua chuộc để phục vụ mục đích lừa đảo và thu lợi bất chính. Một thủ đoạn phổ biến nữa là thông qua các trang mạng rao tuyển người xuất khẩu lao động, mời chào với nhiều hứa hẹn hấp dẫn, như làm việc ở các nước tiên tiến, lương cao để thuyết phục người lao động. Những chiêu lừa như vậy không phải là mới, nhưng vẫn dụ dỗ được những người nhẹ dạ. Nguyên nhân được cho là do họ thiếu tìm hiểu, thiếu thông tin về xuất khẩu lao động, tâm lý nôn nóng, muốn đi làm việc nhanh, không cần phải qua đào tạo, thi tuyển. Trong năm vừa qua thì một số cái bà con ấy thì cứ xuất phát từ cái chỗ hoàn cảnh khó khăn, bây giờ cũng thiếu đất sản xuất. Một số là người ấy, trước đây cũng đã đi chui nên là về cũng tuyên truyền. Nói là đi xa bên kia thì cứ mỗi tháng thì làm công việc cũng nhẹ thôi mà được cũng tháng đến 7-8 triệu. Nên từ cái chỗ đó thì nhân dân thì cũng nhận thức, cũng hạn chế. Nên là cũng không nghĩ là sau này nó ảnh hưởng đến những cái liên quan đến cái pháp luật. Nên cứ nghĩ là đi được cái có thu nhập là đi. Nên họ không nghĩ là cái rủi ro, nên cái nhận thức của bà con mà nói là cũng hạn chế. Thì một số đối tượng nó triệt để là dùng cái dân trí thấp và không có công việc làm ở địa bàn Quỳnh Châu này. Đi sang bên kia Trung Quốc bán lại cho những cái công ty tư nhân để kiếm lời. Nó có nhiều thủ đoạn. Một số thủ đoạn là dân ở nhà lấy cái giấy tạm trú tạm vắng, nói với chính quyền địa phương thì bảo là đi vào miền Nam hoặc là đi ra Hải Phòng làm trong những công ty nhà nước, công ty của Việt Nam. Thế nhưng sau khi đi ra khỏi địa bàn thì thực tế là một số là đi ra khỏi địa bàn là đi sang Trung Quốc. Qua tìm hiểu, những người trở về có thể thấy việc đi lao động ở Trung Quốc, Lào, Thái Lan phần lớn đi chui qua biên giới, một số đi theo con đường du lịch, sau đó trốn ở lại sống chui lùi và trốn tránh cơ quan chức năng của nước sở tại. Người đi trước dẫn đường cho người đi sau sang lao động trái phép trong các công ty tư nhân của Trung Quốc hoặc các nhà hàng ở Lào, Thái Lan. Trong quá trình lao động, do không có giấy tờ nên bị công an các nước bắt giam, phạt lao động nhiều tháng, sau đó mới trao trả đẩy đuổi qua đường cửa khẩu nên trở về tay không. Trong quá trình đi sang để tìm được việc làm, mỗi người phải nộp từ 4 đến 9 triệu đồng cho người dẫn đường. Nếu không có thì bị trừ lương những tháng đầu. Quá trình làm, chủ doanh nghiệp không trả lương hàng tháng mà gom nhiều tháng lại trả một lần. Nên nếu bị công an bắt thì người lao động trở nên công cốc. Họ trở thành nạn nhân. Nếu bị tai nạn thì tự chịu vì không có bảo hiểm lao động. Việc đi xuất khẩu lao động chui đã vi phạm các quy định về quản lý biên giới,
quản lý xuất nhập cảnh, quản lý lao động, làm ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại và để lại nhiều hệ quả xấu. Trước thực trạng đáng báo động trên, các cơ quan chức năng đang nỗ lực tuyên truyền và vận động các gia đình kêu gọi con em đang lao động bất hợp pháp ở nước ngoài trở về nước. Đồng thời thăm hỏi, động viên, tạo điều kiện hỗ trợ những gia đình có người thân là nạn nhân của xuất khẩu lao động bất hợp pháp. Chính quyền địa phương cũng đã là quan tâm đến là anh chị em đã đi về. Cái thứ nhất đó là tạo mọi cái điều kiện, cái công ăn việc làm cho là các cái số là thanh niên đã đi làm về. Thì đến bây giờ thì cái số thanh niên này thì cũng đã ổn định cái công ăn việc làm và cũng đã cảm thấy là đi như vậy là cái sai lầm. Các cái cá nhân đó thì cũng đã hứa với chính quyền địa phương là không bao giờ là đi theo cái con đường ấy nữa. Thì con quý cháu đã có tổ chức cho cán bộ chiến sĩ là bám sát cơ sở để cập nhật nắm được cái việc là cái lao động đi nước ngoài nó như thế nào, là tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương là quản lý chặt cái nhân hộ khẩu, rồi tuyên truyền cho người dân hiểu rõ được cái việc đi lao động á, là phải đi bằng đường chính ngạch, thông qua cơ quan chính quyền nhà nước, phòng lao động và công an huyện để thấy được trước hết là bảo đảm cái quyền lợi kể cả tính mạng cho họ. Người lao động khi nhận được thông tin xuất khẩu lao động cần kiểm tra lại thông tin từ cơ quan chức năng để được giải đáp thông tin. Người dân chỉ đi nước ngoài lao động khi có thông tin chính thống từ các cơ quan chức năng để tránh trường hợp bị lừa đảo, lợi dụng. Nhưng để ngăn chặn chấm dứt được tình trạng trên, rất cần những giải pháp về lâu dài là thay đổi nhận thức của bà con đồng bào các dân tộc về xuất khẩu lao động, tập trung giải quyết công ăn việc làm và đào tạo nghề cho bà con nông dân. Chúng tôi tổ chức cho điều tra cái nhu cầu học nghề của lao động nông thôn trong cái độ tuổi, và hiện nay là giao về các xã và kể cả trung tâm học tập cộng đồng để mà tổ chức các cái lớp học nghề cho lao động nông thôn để giải quyết công ăn việc làm. Chúng tôi quán triệt từ cấp xã đến từng thôn bản là khi có một cơ quan, một cái doanh nghiệp nào đến để mà quảng bá tuyên truyền đi xuất khẩu lao động thì phải yêu cầu xuất trình cái giấy giới thiệu của Sở Lao động Thương binh Xã hội và có người của Phòng Lao động Thương binh Xã hội cùng đi để mà tổ chức tuyên truyền phổ biến. Sau những đắng cay tủi nhục nơi đất khách quê người, thì cuộc sống của chị Vi Thị Huyền ở bản Nga Sơn, xã Châu Nga đã trở lại bình yên. Chị là một trong 18 người của xã Châu Nga được công an Trung Quốc trao trả về Việt Nam. Giờ, chị đã tìm được hạnh phúc riêng khi lập gia đình và đã có một đứa con kháu khỉnh. Anh chị đang chí thú làm ăn để cuộc sống đỡ khó khăn vất vả. Chị Huyền không muốn nhắc đến chuyện xưa vì nỗi ám ảnh đáng sợ của nó. Chị sẽ không bao giờ nghĩ đến việc đi xuất khẩu lao động chui đầy đau đớn, tủi nhục. Chị hiểu rằng nếu có ý chí, nghị lực và siêng năng cần cù thì không nhất thiết phải đi xuất khẩu lao động mà vẫn sống ổn định ngay trên chính mảnh đất quê nhà.